Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ khám phá xem đảo Cái Chiên thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xem có gì nhé. Việc đầu tiên của ngày mới là bạn ra bãi biển ngắm bình minh, hít thở không khí trong lành mát rượi, thưởng thức sự bình yên hoang vắng tại bãi biển của biển Cái Chiên. Hình ảnh các bạn đang xem đây chính là hình ảnh quay timelapse. Với sự vắng vẻ và những dạng phi lao rì rào, bãi biển ở đây hiện ra có một chút lãng mạn, có một chút yên bình. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ở bãi biển Cái Chiên thì có một nhà nghỉ và một homestay phi vừng với cái khu nhà gỗ rất là đẹp. Thì cũng từ đây mình đi xe máy về phía thôn Vạn Cả. Đảo Cái Chiên là một xã đảo duy nhất của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Xã đảo thì rộng trên 108 km vuông, nhưng chỉ có 154 hộ dân và trên dưới 700 nhân khẩu, được bố trí làm 3 thôn. Đó, trên đường đi thì thi thoảng mình mới gặp một số nhà dân. Và buổi sáng chạy xe dọc theo cái tuyến đường bê tông nằm ở phía đông của đảo, kéo dài từ đầu đảo này đến đầu đảo kia, dài khoảng 14 km. Một không gian lãng mạn hiện ra và với những cái bãi cát trắng ở bên phải phía đông. Đó, bây giờ thì chúng ta đến thôn Vạn Cả đây rồi. Và điều đặc biệt là bãi cát này chưa có sự tác động của con người nên vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ, nét đẹp thiên tạo vốn có. Thì các bạn thấy là buổi sáng mà chúng ta chạy trên những cái con đường đầy cây xanh như thế này mà rất là vắng thì các bạn sẽ thấy tuyệt vời như thế nào. Tại thôn Vạn Cả cũng có một bãi tắm rất là đẹp. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ khám phá. Hiện nay là mình đang ở bãi tắm của thôn Vạn Cả các bạn nhé. Đây là homestay Tuấn Trung này. Nếu các bạn nghỉ trọ ở đây thì các bạn lưu ý là nhà nghỉ Tuấn Trung. Số điện thoại. Đây, số điện thoại đây nhá. Ở đây thì mình sẽ quay qua để các bạn thấy là cảnh vật ở đây như thế nào. Đây chắc là anh chị chủ nhà đây. Đây, số nhà 19 thôn Vạn Cả các bạn. Đó. Ở đây thì chủ nhà cũng đã trang trí rất là đẹp. Đường xuống bãi biển. Chúng ta xuống. Hai bên là làm các cái sạp. Buổi tối thì chúng ta có thể đến đây uống rượu, hát hò. Đó, hôm qua chúng mình cũng ngồi một cái sạp như thế này. Đấy, thế còn đây là bãi. Bãi này thì nhỏ hơn ở thôn bên dưới. Tuy nhiên thì cát lại phẳng. Đấy, mình xuống bãi trước các bạn nào. Ở đây bãi cát tương đối là phẳng nhá. Không dốc như là bãi ở trên kia. Ở đảo Cái Chiên thì bãi cát thì cứ chạy dài theo đảo. Tuy nhiên thì đa số là gành đá. Thi thoảng mới có những cái bãi cát khoảng như thế này. Đặc biệt thì bãi cát ở đây cát rất là mịn các bạn ạ. Đó, cát rất là mịn và phải. Cho nên là sẽ phù hợp với
những bạn nhỏ nếu nghỉ và tắm ở đây. Hello, con bao nhiêu tuổi? Hả? 3 tuổi rồi. Con bao nhiêu? 5. 5 à? À, ở đây thì mình gặp hai bạn nhỏ, một bạn 5 tuổi, một bạn thì không bắt chuyện. Đó, bãi biển ở đây như đây. Rất là đẹp. Cáp rất là phải và mỹ. Đây, phía trên kia thì người ta cũng có những cái lều. Đó, có những cái lều ở ngay dưới dạng phi lao. Và người ta làm cả những cái xúc đu. Đây, các bạn thấy. Thế thì nếu nghỉ ở đây thì rất là tuyệt vời. Vắng vẻ, thư thái, yên bình. Đó. Như hôm qua mình có hỏi thì lều mà ở cho hai người thì khoảng là 600.000 với ngày thường, khoảng 700.000 đối với ngày cuối tuần. Đấy. Thế và lều này thì người ta cũng có điều hòa. Đó, các bạn thấy. Đây là không gian nghỉ ngơi thì rất là hay. Tiếp tục theo con đường bê tông đi về cuối đảo. Tại đây thì các bạn có thể bắt gặp những thửa ruộng, những bãi cỏ và những đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Đường bê tông này là mới được làm, to và rộng hơn con đường cũ, thuận tiện cho di chuyển. Chạy một lúc thì xe của mình cũng tới điểm cuối của con đường. Đó. Thế và mình dừng xe tại đây. Tại đây các bạn có thể nhìn về hướng Bắc thì thấy đảo Vĩnh Thực. Trở về thôn Cái Chiên, nơi mà mình đang cư trú, mình tiếp tục đi ngược về phía thôn Đầu Rồng. Đó. Và đi một quãng thì các bạn có thể thấy cái thôn Đầu Rồng hiện ra đây rồi. Sau đó mình tiếp tục chạy thêm một quãng nữa thì mình thấy một cái biển chỉ dẫn. Đó là một cái biển chỉ vào bãi Vũng Bầu. Thế và mình cùng các bạn xuống đây khám phá. Mình vừa rẽ vào một cái biển chỉ dẫn có một cái bãi tắm. Ở đây thì mình thấy có một số lều. Đây là cái đặc trưng ở Cái Chiên. Để các bạn sẽ thấy bãi tắm này thì tương đối là phẳng và cát cũng mịn. Bây giờ là mình đi xuống để xem là bãi tắm như thế nào. Đấy. Cát mịn và rất là phải các bạn nhé. Thế và hiện nay cũng đang có người tắm dưới kia kìa. Để mình đi xuống sát mét nước để các bạn thấy. Chạy thêm một đoạn nữa thì mình cũng lại thấy biển chỉ dẫn vào bãi biển Đầu Rồng. Đó, thì bây giờ mình rẽ vào con đường bê tông nhỏ để vào bãi biển Đầu Rồng. Nghe nói bãi biển Đầu Rồng thì là đẹp hơn cả với bờ biển khoảng 2 km. Và trải dài, thoai thoải, nước biển xanh là một bãi lý tưởng. Tuy nhiên thì mình thấy là bây giờ người ta xây dựng một cái resort ở đây rồi. Cho nên dân bình thường thì không tắm được. Vì vậy cho nên là mình lại tiếp tục chạy ra và tiếp tục chạy về cuối đảo. Thế và ở phần này thì mình thấy đất bằng phẳng hơn, có nhiều ruộng hơn và những người nông dân, ngư dân là vẫn còn đang làm ruộng. Đó.
Tiếp tục chạy về phần gần cuối thì mình thấy một cái hồ. Ở đây là hồ Khe Dầu, hồ nước ngọt có diện tích 18 hecta, lớn nhất trên đảo. Người dân gìn giữ cái nguồn nước ngọt này. Và chạy thêm một đoạn nữa thì coi như là gặp đường cụt. Như vậy là mình đã hoàn thành chạy từ đầu đảo này đến đầu đảo kia. Ở đây thì có một bãi biển rất là rộng và trải dài ra ở ngoài xa. Đó, các bạn thấy cát ở đây thì là cát mịn và cát có màu khá đen. Trải dài và mình phải đi bộ mất một đoạn bắt đầu đi gặp nước. Thế và ngay kể cả mặt nước thì cũng lại phải đi xâm xấp một đoạn nữa thì mới ra tới chỗ sóng bạc đầu. Thế và mình thì không ra được tới nơi bởi vì đi cũng khá là mệt. Thế nếu như bãi biển này mà đưa vào khai thác thì là rất là tuyệt vời. Đây, buổi chiều hôm nay thì mình được bác chủ nhà đang chèo bè để ra thuyền cho mình đi dạo biển. Ở xã mình thì ví dụ như là ruộng rất là ít, thì chủ yếu là làm nghề đánh bắt và nuôi trồng chứ bác nhỉ? Ruộng nhiều chứ. Nhiều á? Nhiều nhưng mà người ta nó không như làm ruộng đâu. À thế. Là ruộng nó nhiều lắm nhưng mà ta bỏ hết rồi. Mình nuôi trồng thì mình nuôi ở cái khu trước mặt kìa. Ngoài cái đảo này, xung quanh đấy nuôi. Vâng. Như nhà em thì nuôi ở ngoài cái đảo ngoài kia. Đó. Đó, buổi chiều các bạn có thể tắm biển hoặc là liên hệ với người dân để chúng ta có một cái cuộc trải nghiệm thuê thuyền chạy ra các cái đảo xung quanh, hoặc là theo người dân đi thả lưới đánh bắt hải sản. Được đắm mình giữa một cái buổi hoàng hôn ở trên tàu đánh bắt cá là một cái trải nghiệm rất là phiêu các bạn ạ. Rồi tại đây thì chúng ta cũng có thể mua luôn hải sản của người dân đánh bắt được trên tàu và chúng ta dành cho một cái buổi tối tuyệt vời. Thế video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.